cụ quét lốp xe Maxxite có nắp là một dụng cụ tiện dụng. Có tay cầm lớn hình lục giác gần giống như một bu lông bánh xe với lớp dung dịch dày đặc, cong ở đầu để quét lớp dung dịch. Đường cong sẽ cho phép nó ôm vào thành lốp và tạo ra lớp dung dịch đều và hiệu quả hơn. Dụng cụ bôi này cũng đi kèm với một nắp đậy để giữ không vây lớp dung dịch ra không gian làm việc của bạn, giúp sạch sẽ và gọn gàng, cũng như bảo vệ dụng cụ quét lớp này. Đừng quên gọi ngay vào số hotline để đặt hàng nhé.